Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các bác một mẫu xe đua mới nhất về tại Gừng Em, một dòng xe đua carbon với bộ khung rất đẹp các bác nhé. Đây là một chiếc xe đua mang thương hiệu Đức Sava. Rất hiếm khi em về một dòng xe đua mà mang thương hiệu Sava. Đấy chỉ là một chiếc thứ hai thôi. Một chiếc carbon này. Và bộ khung rất là đẹp các bác nhé. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, là tông màu xanh, xanh đen. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Hình thức cũng khá là tốt. Chữ Sava rất là to và bộ khung của bác thể nhìn rất là hầm hố. Đây, có thể thấy các bác series Sava mẫu. Một mẫu carbon đến từ thương hiệu Sava. Trước đây em có về một chiếc rồi, cũng tương tự như trước này, nhưng mà cấu hình không bằng. Chiếc trước cấu hình chỉ là Sora thôi, chiếc này cấu hình là Tiagra cơ. Cấu hình tốt hơn. Vâng, cọng yên của Sava nguyên zin đeo xe. Đây là một vết xước nhẹ thôi, không đáng kể. Yên yên hiệu Physics các bác nhá. Đây là một hãng làm chuyên về tay quấn, làm về những đồ phụ kiện hiệu xe đạp rất là đắt tiền. Chiếc xe này được chủ yếu người ta nâng cấp lên. Bộ phanh la mảnh. Phía bên khung dưới thì đây có chữ, cũng có chữ Sava rốt. Đôi đĩa trục rỗng thôi nhé, đôi đĩa trục rỗng của Brew. Và bộ khung thì vẫn được DJ âm sườn. Xem sườn thì cũng quang thể đỡ rối mắt và có gì đấy là cao cấp hơn. Đây chữ V của dòng xe Sava, logo của xe của hãng. Bộ ghi đông của Petroline. Vâng, được nâng cấp cái bộ ghi đông của Petroline ở Mỹ. Các bác có thể thấy chữ F. Bộ tay lắp cao cấp của Shimano Tiagra. Càng carbon nguyên zin của Sava còn càng rất là đẹp. Chiếc xe rất thích hợp với bác nào yêu thích những dòng Sava của thương hiệu của Đức. Bộ vành bánh thì vẫn là thông số là 700x25C. Vâng, cũng là lốp đua, lốp thông thường thôi, lốp Michelin, lốp hãng, lốp hiệu Michelin. Vâng, chiếc xe này có size 44 các bác nhá. Đây có ghi trên khung đây, không phải đo nữa. Khung xe 44 thì chỉ phù hợp các bác dưới 1m67. Dưới 1m67 có thể đi vừa như thế này, 1m7 thì không vừa. Xe có size tầm trung bình. Về bộ lip 24
2, 4, 6, 8, 10 tầng lip và hai đĩa cho xe 20 tốc độ. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Vâng, và xe được trang bị 10 tầng lip. Xích của lip thì nguyên bản theo xe. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Vâng, phía bên tay phải em là đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Xe không một lỗi nào để chi tiết hoạt động. Phủ đề của Shimano Tiagra các bác nhé. Vâng, cánh quay rất bo, chuyển động rất là tốt. Em vừa đánh giá xong chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, chiếc xe khung carbon, khung càng carbon Sava. Chiếc xe được bán tại GM mức giá là 12.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về đại của em. Chào, cảm ơn các bác theo dõi video.